Nhi xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi. Chúc cho cả nhà mình một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ và bình an. Hiện tại là Nhi vẫn đang có mặt ở trên rẫy với cả nhà. Đây là bây giờ là buổi chiều 4 giờ. Khung cảnh rất là nhẹ nhàng, bình yên. Như thấy ở trên bầu trời thì từng đàn cò bay về tổ. Khi mà con cò nó bay á, Nhi thấy hai cái chân nó duỗi thẳng và khép lại. Nhìn hay lắm. Lúc mà nó bay gần, nó bay xa thì mình không thấy. Cái này là cây giấm. Còn trái thôi rồi, lá trụ lưỡi hết rồi. Mà kiến dữ ta. Nhìn cái trái nó rất là đẹp luôn nha. Ủa em vẫn nghe thấy tiếng chim hót mà. Anh thép nói là chim bữa nay hết hót rồi. Nó hót tùm lum đó. Giờ mình sẽ qua chuẩn bị là bây giờ như chuẩn bị sắp xếp đồ đi về lại với nhà. Chào em Lưu cái nha. Lưu ơi. Lưu nó nằm mà thảnh thơi ở trong chỗ ngủ của nó. Bị anh mến quất rồi nằm im một chỗ hả? Cái tội ruột gà bị đánh. Về nha con nha. Y dạ. Mặt nó y như con già hết trơn. Từ nhỏ đến lớn luôn. Này quay nhìn khán giả chứ. Đi Lưu ơi. Lucky tới đây. Nãy em nghe thấy hình như trứng gà nó, con gà nó đẻ trứng phải không? Để em ra em coi thử. Ui, gà nó đẻ nè. Ba trứng luôn anh Mến. Anh có đem vô ấp không? Ấp để ấp này. Anh. Nó đẻ một bụng trứng kìa. Đang ấp mà. Kìa, quay cho cả nhà xem con gà nó này đẻ một. Nó đang ấp một mớ trứng ở dưới. Ủa sao anh quay cái này vậy? Gà nó đẻ. Không biết là nó có đẻ bày ở trong vườn mình không nữa. Cây đu đủ nó cao. Nó cao tới vai mình, gần vai rồi này. Cái đây là cây đu đủ đực. Biết được không nữa. Chắc được á. Mua 20 cây nhưng mà giờ nó chỉ còn sống được có 2-3 cây rồi. Cây này là cây tắc. Mà nó trụ lũi lá đâu đâu. Lá rồi nó tàn phai hết. Có bông luôn nè. Nhưng mà nhìn nó sơ sát quá. Được rồi anh. Rồi bây giờ sẽ đi về. Đi về nha anh Mến. Củ hành ha anh Mến. Củ hành nó lên mầm. Nó lên nè. Sao anh để áo em trong đó, anh không bà để trong ba lô đi. Ở đây ráng tu luyện nha con nha. Đừng có bắn gà. Ráng tu luyện đừng ăn gà ăn đồ nha con. Có ăn thì lựa mấy con bự bự nha con. Ăn con nhỏ cũng bị quýnh, ăn con bự cũng bị quýnh. Anh dạy nó vậy hả? Vậy nó kỳ cục với hả anh? Có ăn là luộc chín luộc đồ ăn nha con. Đúng rồi, luộc chín luộc đồ ăn. Ăn bậy ăn bạ. Nó biết nói luôn á. Cho anh mới ăn trong. Phải không? Lưu. Ừ y luôn. Ừ y luôn. Ừ ca bỏ tiền thôi. Nói chuyện ngay luôn. Nó lông nhìn giống con chó nào. Con chó nào mà giống chó này. Lông gì dài lũng chùm. Bây giờ anh đi. Đây nấu than. Nấu than. Lên trên rẫy chỉ có ăn với ngủ không mà. Đi. Đi nha anh Mến. Còn có gì nữa không ta? Hết rồi ha. Ôi hai đứa nó. Hai đứa nó đi theo nè anh. Về luôn hả con? Về hả? Về đi luôn. Đi luôn nãy. Nó không qua suối đâu. Ủa mình không lấy một hai trái bưởi về ăn anh. Ở nhà hết bưởi rồi. Không khí
hôm nay lên đây nó thật là mát luôn á em à. Dạ. Không mưa. Nó mát này, em thấy không? Không mưa có nắng nhưng mà trời rất là mát. Chứ không phải như mấy bữa mình lên kia. Nó nóng hơn thật đâu. Dạ. Có gió nhẹ nhẹ. À, mấy anh em thì mới đi rẫy về xong ăn uống cơm nước hết rồi. Vì chú Bình này đang lên đó. Cả nhà thấy công ty của Cú đấm sắt không? Nhân viên là phải ngồi gì? Ngồi đã là nằm luôn. Bữa nay đỡ nha, còn những trường hợp nằm luôn. Nữa nằm sải lai luôn. Bữa là biết sao nằm không? Bán ế quá. Khách không gọi nằm luôn, bây giờ là ngồi. Không nằm nằm ngửa mới ế. Còn giám đốc công ty của đấm thép này cả nhà thấy không? Vé cái chân lên. Giám đốc mà sao mà hùng ngoại hùng đùi với anh? Khách hàng gọi này. Để mai em in cái chữ giám đốc Cú đấm thép để ra cho anh này. Để tôi tiếp tục. Em tiếp theo cũng được. Dạ alo em nghe chị ơi. Dạ phải anh bên anh thép không ạ? Dạ em là thép á chị. Dạ ý là chị em đặt một chai chị hơn nắp á, hơn nắp á. À chị mua bên em lần nào chưa? Dạ chưa, em mới coi clip anh thấy anh bay ý em đặt cho ông xã em. Rồi ok, để em hướng dẫn cho cách cho chị sử dụng nha, cho nó đúng cách nha. Dạ dạ. Dạ em nghe anh ơi. Cái sản phẩm này á anh ạ, mỗi ngày anh xài một lần cho em nha. Mỗi lần anh xài anh chế vào tay anh á, mỗi lần một giọt thôi. Một giọt anh thoa vào nách giùm em nha. Khi nào mà anh tắm á, khi nào mà anh tắm sạch sẽ, khoảng kênh chiều tối anh tắm sạch sẽ xong anh lau nách cho nó khô rồi anh mới thoa nha. Rồi ok, mỗi ngày anh làm một lần thôi. Anh làm xuyên suốt cho em 30 ngày là nó sẽ hết hôi nách. Nhưng mà anh để ý nè, anh thoa khoảng 3 ngày là nó đã hết hôi nách rồi. Nhưng mà để mình xuyên suốt để nó tận gốc luôn thì anh xài 30 ngày giùm em nhé. Dạ, anh cho em xin cái địa chỉ em gửi cho. Dạ, thôn Vĩnh Trương anh. À em quên nói luôn, chai đặc trị hôi nách hôi chân bên em là 180.000 với lại ship 25.000 nữa nha anh nhé. Dạ, dạ. Thôn Vĩnh Trương, cái tấm bảng giám đốc cuốn thép để đây nè. Giờ em gấp giấy em cái tay được cho anh được không? Gì vậy? Cái bảng cuốn thép đó, giám đốc đó. Mai anh đặt một tấm bảng anh để đây nè. Tấm bảng là chỗ đang quen chứ. Anh làm giống như bữa nhà của em Linh đó. Anh thấy một cái bảng thiệt là bự, giám đốc đại diện thương hiệu chị sạch nách. Để là giám đốc Cú đấm thép shop. Em để là chủ tịch hội đồng quản trị Cú đấm thép shop cũng được. Mày là chủ tịch này, phó giám đốc, mày là giám đốc này. Giám đốc mà quần đùi. Mà quần đùi tư vấn khách hả? Nhân viên thì nằm giám đốc. Anh hôm sau là anh phải sắm cho chú Bình cái bàn cái ghế cho nó đàng hoàng nha. Không, để bữa nào sắm cho chú Bình cái mưa ghế massage. Đúng rồi. Ghế, ghế thái mắt, công đó chú. Bật ghế massage rồi lên rồi nghe tiếng gọi. Nó không có chuyên nghiệp chú à, mình nhân viên công ty. Cái công ty của người ta bự vậy mà không có nhân viên đồ, không có chuyên nghiệp gì hết. Phải ngồi ghế xoay đồ đó, nhúng nhúng rồi kéo lên kéo xuống rồi đó. Đó, được. Được rồi. Để mình biết sao không? Mình sẽ set up một cái bàn ở trong đây nè. Set up một cái bàn nhỏ trong đây để một cái ghế. Ừ. Để cho gọi nó. Gọi. Dạ alo à, shop Cú đến thiết xin nghe ạ. Ừ anh ơi, nãy giờ em đặt hàng mà điện thoại hết tiền á. À hết tiền hả chị? Chị đặt cái gì chị? Em đặt hai chai lăn nách á. À hai cái sản phẩm đặc trị hôi nách và hôi chân. Mỗi hộp của nó. Ủa chị, em nói chứ chị nghe cái này nha. Một hộp nó có hai chai nhỏ nha, chị đặt mấy hộp? Không phải, ý là em chỉ hôi nách thôi à. Thì cái đó là hôi nách và hôi chân nó chung cái chai đó luôn á chị à. Chị hả, một hộp hai chai hả anh? Dạ một hộp nó có hai chai 180.000. Chị cho em đặt một hộp đi. Rồi chị đặt đúng rồi chị đặt hộp trước rồi, nếu mà chị xài ok chị mua thêm nha. Dạ dạ. Dạ. Ờ, một hộp 180.000 với 25.000 tiền ship nữa. Chị cho em xin địa chỉ. Chị tên gì? Em tên Trúc. À chị Trúc. Rồi chị đặt cái hàng số điện thoại này luôn hả chị? Dạ đúng rồi, anh cho em số điện thoại này luôn đi rồi tại em ở nhà. Chị Trúc có biết cái sử dụng sản phẩm đó chưa, để cho em tư vấn cho. Dạ chưa anh. Rồi bây giờ
Bây giờ em chỉ cho chị này, nó dễ lắm. Trong cái hộp nó có hai lọ, chị xài một lọ, còn lọ mình xài hết lọ 1 thì mình lấy lọ 2 mình xài nhé. Thì canh tối chị tắm rửa sạch sẽ, chị lau nách cho nó khô ráo đi, xong bắt đầu chị lấy một giọt đổ vào lòng bàn tay, bắt đầu mình thoa vào nách nha. Mỗi nách chị sử dụng cho em một giọt thôi, mỗi ngày sử dụng một lần thôi. Khoảng 3 ngày sau là chị sẽ thấy là cái mùi hôi nách nó sẽ hết khoảng 70-80%, nhưng mà ráng cố gắng xài hết một cái hộp đó để nó trị dứt điểm luôn nha chị nhé. Dạ ok. Ủa, em cảm hai loại đó là một ha? Dạ đúng rồi, hai loại là một, nhưng mà cái sản phẩm này nó có tính chất bay hơi á, nên công ty họ làm hai chai nhỏ cho mình dễ sử dụng á chị ạ. Rồi em cảm ơn anh nhiều. Rồi ok, cảm ơn chị Trúc nha. Dạ mấy em thấy anh tư vấn ok không? Hả? Okay, coi okay. Nữa nè, cháy máy cả nhà. Anh chủ tịch ngồi đây, còn giám đốc ngồi dưới đây, nhân viên nằm trên bàn trên ghế vậy đó ha anh. Em coi anh làm việc lại đi nha. Cả nhà mới mua táo. À đúng rồi, đây giới thiệu với cả nhà cái tép. Táo này là hôm bữa trước Nhi có quay clip Nhi đăng lên rồi. Thép đang test, Thép đang ăn thử. Bây giờ mình lấy về mình cho anh Thép ăn thử. Không, mình cái gì uống trà. Cái nào là phải đem về cho giám đốc ăn thử, mà giám đốc duyệt mới bán được cả nhà. Cái này là còn nguyên nguyên vẹn. Tao em lấy cái bị ra. Cái bị này là mình chưa có đúng là cái bị mình bán đâu. À cái bị này chưa mình, đúng. Mình mới là lấy mẫu về xong rồi ăn thử thôi, còn cái này chưa có phải là bị mình sẽ bán. Táo Ninh Thuận phơi dẻo nha cả nhà. Phơi dẻo, còn có loại phơi khô nữa. Nhưng mà phơi dẻo nó dễ ăn hơn, khô thì nó hơi cứng tí. Là trong đây là đường cát và đường phèn. Đường cát 50, đường phèn 50 và táo. Đường phèn nhiều hơn đường cát. Đúng rồi, đường phèn nhiều hơn đường cát. Với lại cái tắc á, cái mức tắc bỏ vào nó the the. Đúng rồi. Mình đang lấy cái sản phẩm này giờ để bán, nhưng mà trước khi bán thì mình phải test thử. Cái bị này là nửa ký nè anh. Làm miếng nước trà nha cả nhà. Hôm sau Nhi sẽ làm cái bao bì khác nha, còn cái bao bì này là của bên cái cô sản xuất. Cổ đóng thử cho mình xem thôi. Nói chung á, có cái đường phèn vào á, nó không có ngọt gắt. Nó ngọt dễ chịu hơn. Còn mình để đường cát 100% á, thì nhiều khi nó cái ngọt nó gắt. Đúng rồi. Cái đây một miếng là mình uống nước trà nhiều lắm á, một miếng mình ăn nhiều. Đây là nửa ký hơn cả nhà. Nửa ký hơn. Họ hút chân không á, bởi vì mình thấy nó kiểu như là Nó ốp lại chứ thật ra mà nếu mà không hút chân không á, nó phình lên to lắm cả nhà. Khui ra được nhiều lắm. Nãy giờ khui ra ăn quá chừng luôn. Có nghĩa là mỗi bị thì Thép sẽ vào nửa ký. Và một ký hai bị, ai mua nửa ký cũng được hả em? Hay là phải bán một ký mới bán? Không, nửa ký vẫn bán bình thường. À, nửa ký vẫn bán hả? Rồi giá được cập nhật làm sao, tình hình sao? Giá thì em đang cân nhắc, chưa có chốt. Chưa có chốt giá. Khán giả nào mà muốn ăn táo ở Ninh Thuận mình, táo này là táo Ninh Thuận cả nhà. Táo Ninh Thuận. Tem đồ thì đang trong quá trình thiết kế. Đúng rồi, chưa có xong. Thiết kế vào tem đồ vào đưa vào, nó sẽ có một cái bọc rất đẹp nữa để bọc cái này lại. Để khi mà chúng ta tặng quà cho bà con mình á. Cái này Nhi cũng nói chia sẻ luôn, cái này Nhi cũng chưa định bật mí đâu, nhưng mà sẵn ở clip này Nhi cũng chia sẻ luôn. Thôi để anh Thép nghe tư vấn khách hàng cái đã. Trời ơi, bắt lên cái tên tắt máy. Nhớ máy hả? Ý là em định để clip sau cho nó hoàn thiện bao bì rồi Nhi sẽ chia sẻ luôn, nhưng mà ở clip này sẵn thì Nhi chia sẻ cái sản phẩm này là tụi mình kết hợp với lại bà con nông dân ở địa phương làm ra, và mong muốn sẽ là giới thiệu nhiều hơn cho các cô chú anh chị ở phương xa, ở những tỉnh thành khác không có cái trồng cái táo xanh này, không có làm cái món này, mình chia sẻ nó giống như là một món quà ở vùng đất Ninh Thuận mình, được mẹ thiên nhiên ban tặng tại vùng đất Ninh Thuận, và mình làm ra những sản phẩm này để chia sẻ lại cho những bà con ở vùng khác đó. Món quà của nắng và gió. Đúng rồi, món quà, quê Ninh Thuận. À, món quà quê Ninh Thuận. Món quà quê Ninh Thuận. Lúc đầu Nhi định là ghi là món quà miền nắng gió, nhưng mà anh Thép kêu là thôi để Ninh Thuận đi cho nó dễ phân biệt. Ví dụ như người ta đi du lịch Ninh Thuận á, người ta ghé thì người ta mua thì nó ghi là món quà quê Ninh Thuận thì biết là cái này mua ở Ninh Thuận. Chứ nắng gió thì nhiều người cũng không biết. Hay là sửa chỗ món quà mình ghi là đặc sản Ninh Thuận. Đặc sản Ninh Thuận thì nó đại trà quá, ở cửa hàng nào cũng ghi đặc sản Ninh Thuận á. Nó không có cái sự khác biệt so với những cái sản phẩm khác. Em còn đang suy nghĩ lại cái tên này, em cũng chưa có chốt lắm đâu. Nói chung là mình cũng rất là tâm huyết về những cái sản phẩm địa phương.
mong muốn rằng là mình phát triển nông sản địa phương nhiều hơn, được chia sẻ. Mình định vị cái tất cả những sản phẩm của tụi mình bán luôn, sau này không chỉ là táo mà sẽ là nho, rồi những cái sản phẩm để ở địa phương Ninh Thuận, mình định vị nó phải làm những cái món quà người nhận sẽ nhận giống như những món quà vậy đó. Người nhận sẽ nhận nó cũng như những món quà gì đó, nhưng mà vẫn trả tiền. Ý, đúng rồi. Ý có nghĩa là cái người mà mua sản phẩm này thì họ sử dụng cái này, đúng rồi, họ tặng cho bà con cũng được. Nó cũng là một món quà. Ừ. Nó sẽ ghi lên đây là món quà hả? Món quà quê hương Ninh Thuận hả? Đúng rồi. Đấy, xong cái ví dụ như em mua em tặng anh này nè. Rồi xong tặng ấy, tặng ấy, tặng ấy, ví dụ tặng ấy. Em tặng anh. Nói cho nó ấy này. À, em mới đi Ninh Thuận về em tặng anh món quà đặc sản quê hương Ninh Thuận. Đấy, là nhìn luôn cái vị táo là món quà quê hương Ninh Thuận. Đó, kiểu kiểu gì vậy cả nhà. Cơ sở sản xuất Cú Đấm Thép TV. Ồ, thằng này tôi biết nè. Thằng này tôi biết nè, nó hay trên con YouTube bé đó phải không? Rồi, bữa nay nó làm cái này nè, ăn thử đi, ngon ăn lắm. Ăn thử đi. Rồi ăn. Ừ, sao dở quá ta. Gọi điện thoại, cả nhà có số điện thoại nè. Có số hotline ở trên cái bao bì của bao mình. Bao bì luôn, gọi. Gọi alo. Bán vô. Alo, Cú Đấm Sắt hả? Bán táo sao dở vậy? Quà gì mà quà quê Ninh Thuận gì mà dở. Nhưng mà em nghĩ cái này bữa trước anh Khương ra ăn khen quá trần luôn mà làm gì có. Nói chung là mỗi người mỗi khẩu vị. Có người ăn ngon mà có người ăn dở thì sao, đúng không? Không có dở mà là không vừa miệng chứ sao gọi là dở. Đúng rồi. Không hợp khẩu vị. Này nó còn nguyên miếng táo bự chà bá luôn. Ủa sao cứ điện thoại đưa qua anh là không ai gọi luôn ta? Cái dí anh á, hơi nặng á. Nặng còn chú Bình hả, mới nãy giờ không kịp nghe luôn. Anh có để ý là ngày nào mà tụi mình đi chơi này, đi ra ngoài đường, đi Sài Gòn, đi lên rẫy làm ở nhà, chú Bình với anh Tiến sắp mặt. Còn ngày nào mà hai đứa ở nhà là bắt đầu ngồi đủ rùi, đủ bùa hống. Đủ rùi. Kỳ. Kỳ lạ. Rồi tiếp tục. Cái dí nó nặng thiệt hả chứ? À, do là cái kênh TikTok Shop của anh Thép hiện tại là vẫn đang thời gian bị cấm, cho nên là tối nay hai đứa không có live stream. Chứ thường là tối nãy giờ này là live stream cả nhà. Set up live stream rồi, hàng hóa rồi. Live stream cũng vui lắm. La làng, la sớm nên cũng vui lắm. Tại vì nhiều khán giả vô coi đông rồi hàng nó nhảy rào lên đó cả nhà. Vui lắm. Mình nhiều cảm xúc lắm. Với lại hàng hóa bự, hôm nay là cuối tháng nữa nên là cũng không có hàng nhiều. Phải chờ đầu tháng hàng nhiều rồi mình live stream rồi cho nó xôm xôm ha. Cuối tháng rồi. Live stream mà vừa ốp cái like cái coi 200 đơn thôi, chóng mặt luôn. Tí xỉu. Khỏi ngủ. Ủa sao nãy giờ không ai gọi con chú? Cái dí không biết dí nặng hay gì vậy? Dí nặng. Sao con nặng dữ à? Chứ sớm giờ chú nghe mày thấy không, không lên bấm cái số điện thoại mà. Chứ nãy giờ từ chiều giờ chú nghe mấy trang rồi? 4 trang nè. Đồ. 4 trang mà chú nghe từ 7 giờ, 6 giờ hả? 6 giờ mấy á. Sao dí nặng dữ ta? Bây giờ con đếm tới 10 mà nó không ấy là con trả lại cho chú rồi nha. Ừ. 1 2 3 4 5 6 7 8 Gọi đi 9 10 Này chú cầm thử đi chú. Sao dí nặng dưới trời. Hiểu rồi đó. Hiểu rồi. Đưa qua chú mà gọi cái là con không biết nói gì luôn á. Điện thoại mà đổ chuông một cái là mắc cừ lắm á. Dí nặng dưới trời. Nãy giờ chú nghe không kịp mà đưa qua Thép là thật là nãy giờ không có ai gọi luôn trời. Còn số hộp dầu Mỹ nha cả nhà. Còn 6 hộp duy nhất. 6 hộp duy nhất luôn. Cả nhà số lượng có hạn, 6 hộp này bán lẻ giá sỉ, chuẩn bị đi Mỹ. Bán lẻ luôn. Bán lẻ giá sỉ chuẩn bị. Mua một hộp này. Mua hết hộp tặng một chai. Có nghĩa là một hộp này nó có 12 chai. Đúng rồi. Mà khách hàng nào mà họ mua hết cái hộp này luôn là tính tiền 11 chai. Thì thôi. Tính tiền 11 chai cả nhà. 250.000 một hộp. 2.750.000. Là 12 chai trong này nha. Hôm nay có khách hàng mua một hộp luôn á cả nhà, mua đúng để rồi. Tặng cho bà con mình á. Còn bình thường nó sẽ chai như thế này. Anh, kia. À đây con. Đưa coi con. Coi nhá máy này, nhá máy này. Đưa bà con con tắt máy. Dạ alo ạ, shop Cú Đấm Thép xin nghe ạ. À. Ồ tại con em nó bị Amidan á. Dạ. Avidan là cái chai răng miệng giả thảo liên, nó trị được Avidan á nè.
Con anh là bao nhiêu tuổi rồi ta? 2 tuổi. À 2 tuổi xài được rồi anh. Tại cái thuốc này của em là thuốc thảo dược đó, nên 6 tháng là mình xài được rồi. 2 tuổi đó thì anh cho cháu nó ngậm khoảng một giọt thôi nha. Ừ, này anh làm theo cách của em này, mỗi ngày anh xài cho cháu 3 lần. Mỗi lần anh nhỏ vào một giọt vào họng của cháu, kêu cháu ngậm xong nuốt luôn nha. Ngậm xong rồi nuốt nhẹ xuống, là khi mà nó nuốt á anh lưu ý cho em này, khi mà nó ngậm nó nuốt, sau khi nuốt xong á là nửa tiếng sau anh mới cho cháu ăn cơm và uống nước nha. Để cái thuốc nó ngấm vào cái khối Avidan cho nó mau lành nha anh nha. Rồi anh lấy cho em một giọt, anh thao vào cái vùng cổ, vùng Avidan, hai khối Avidan á, anh thao vào anh massage chút xíu là cho nó thấm, từ ngồi nó thấm vào luôn nha anh nha. Ừ, anh cứ làm mỗi ngày anh làm cho em 3 lần, làm xuyên suốt khoảng 1 tuần lễ nó 10 ngày nó sẽ đỡ à. Rồi ok, cảm ơn anh nhiều. Anh cho em xin địa chỉ anh ơi. Em gửi cho. Một chai bao nhiêu anh? Một chai 290.000đ. Mà anh ở đâu vậy ta? Ở Trà Vinh lận. À anh ở Trà Vinh thì ship 25.000đ nữa anh à. Dạ, anh đọc cho em xin cái địa chỉ. Để mai đi cho mẹ. Để cháu em nó nhắn tin cho em cho anh. Dạ dạ ok, vậy lát anh nhắn tin cho em nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ dạ ok, em chào anh. Dạ dạ. Đúng cái dí có thấy cũng nặng vậy trời. Rồi đây này, bây giờ anh, nếu mà anh nặng quá thì bây giờ anh vô phần tin nhắn đi. Nhiều khách nhắn tin mà mình trời, 900 tin nhắn hơn. Nè nè, cho mình một loại số điện thoại nè, gọi lại. What? Chị mà 900 tin nhắn cái gì? Chú Bình. Ủa sao không gọi? Trời, khác mạng, nó không có tiền để không gọi. Không, gọi được mà, thì gọi đi. Có công ty bự gì mà sao điện thoại hết tiền chú Bình? Điện thoại đăng ký mới có 5 ngày là hết tiền rồi. 900 tin nhắn chiêu rép đây nè. Còn Facebook fanpage rồi nữa. Dạ alo, em chào chị ạ. Em bên shop Cú Đấm Thép á chị ạ. Rồi rồi, chị biết rồi. Chị mua cái sản phẩm bên em là chị mua cái gì vậy chị? Chị mua sản phẩm là chị Honlex. À chị Honlex hả? Bên em là 180.000 một chai với lại 25.000 tiền ship nữa nha chị nhé. Rồi. Chị biết cách sử dụng chưa, em hướng dẫn cho. Chị chưa. À cái đó thì nó là dạng tinh dầu á chị ạ. Khi mà canh chiều tối chị tắm rửa sạch sẽ, chị lau vùng nách cho nó khô thì khô, rồi chị thoa vào mỗi bên là một giọt, mỗi ngày chị thoa một lần nha. Dạ chị theo dõi giùm em nha. Có hiệu quả không? Chị theo dõi giùm em, khi chị xài khoảng 3 ngày là nó sẽ hết hôi nách rồi. Nhưng mà ráng cố gắng xài xuyên suốt một tháng để cho nó triệt cái gốc luôn nha chị nha. Còn mà chị xài một hộp mà nó không hết thôi nắp, nó vẫn còn y như cũ, em đền chị cái số tiền mà chị mua bên em, ví dụ như 180 thì em sẽ hoàn tiền lại cho chị 180 nha. Được rồi, chị cứ là theo dõi chương trình của em nhiều lắm. Dạ dạ. Dạ dạ ok, chị cứ yên tâm, em xài không hết thôi nắp thì em sẽ đền tiền lại. Dạ dạ. Chị gửi địa chỉ cho nha. À chị nhắn tin địa chỉ em ghi lại, anh em ghi cho. Chị tên gì? Dạ ok ok. Chị tên gì nhớ cho em biết cái tên luôn nha. Dạ dạ. Lát qua chị bà nhắn tin. Sao em nghi ngờ quá à? Thì lát bà nhắn tin là xong mình lấy cái số đó mình ghi vô. Bà chị biết nhắn tin mà. Anh ơi, nhiều ghê luôn á em. Lấy à, của chị một hộp sạch nách nè, ở An Thạnh, Bình Dương, công ty San Hung Chen nè. Nhiều ghê luôn á. Mà mạng khác không gọi được á. Lấy điện thoại anh gọi. Chứ sao mà công ty gì mà sao tiền không có? Thì mình đăng ký khác mạng. Không, mình phải lấy số đó mình để mình gọi cho khách thì khách biết là cái số đó số của shop cơ. Lấy số của anh cũng công ty mà. Gì kỳ vậy? Một hộp gì hôm nách về phường Trảng Dài, Đồng Nai này. Ui quá trời luôn cả nhà. Người này khổ cái, lắm. Cái nào mà đã lên đơn rồi bấm vô ok. Cái nào mình rep tin nhắn á. Thì nè, cái tin nhắn nè thì nó hiện hiện nè, còn cái này đã đọc rồi nè. Đã đọc nhưng mà đã lên đơn, mình ghi là đã lên đơn. Ghi lại rồi. Cái tin nhắn nào mà đọc rồi á.
phải ghi ra giấy. Thì đúng rồi. Mình ghi ra giấy rồi, mình sẽ ghi một cái nữa là đã lên đơn. Chừng nào người ta nhắn lại cho mình đã thôi chứ. Không cần đâu. Quá chừng luôn, bao nhiêu tiền cho một hộp? Anh bán thèn gì đúng rồi. Không kịp cả nhà. Rồi rồi. Sếp không kịp luôn. Vô. Rồi, vô nữa. Dạ alo ạ. Tại chú đến sếp không đi? Dạ đúng rồi con á cô ạ. Cho mình một sản phẩm hôn đất sao chăng nè. Dạ dạ, cái sản phẩm bên con á là nó một lọ là nó là vừa trị hôi nách và vừa trị hôi chân luôn á cô ạ. Một lọ bao nhiêu vậy? Dạ một lọ nó là 180.000. Một hộp nó có hai lọ, nó có một trong một hộp nhỏ nó có hai lọ nha cô nhé. Hai lọ là? Dạ hai lọ nhỏ trong một cái hộp á, hộp màu trắng. Cô biết xài chưa, để con hướng dẫn cho. Chưa xài lần nào. À chưa xài lần nào, để con hướng dẫn cho cô nhé. Canh chiều á, buổi chiều cô tắm rửa sạch sẽ, cái là cô lau khô cái vùng nách, xong là cô nhỏ một giọt vào lòng bàn tay của cô á, xong cô thoa vào nách nha. Mỗi bên một giọt thôi, mỗi ngày cô xài một lần thôi nha. Còn mà trường hợp mà ai mà bị hôi chân á thì ví dụ như mấy cái đường kẽ chân á, chân nó có bốn cái đường kẽ đúng không, cô lấy mỗi đường kẽ cô nhỏ vào một giọt, cô thoa đều rồi lấy hai giọt nhỏ dưới lòng bàn chân cô thoa rồi một ngày là một lần luôn, giống như thằng nách gì đó. Dạ dạ, làm xuyên suốt cho con khoảng một tháng để nó tuyệt tận gốc luôn nha. Xin địa chỉ. Cô cho con xin địa chỉ với số điện thoại con gửi cho nhé. Đọc luôn nhé. Số điện thoại thì con có rồi, số 765 đúng không cô? 765. Rồi cô đọc địa chỉ cho con đi. À tiền ship, con quên nói tiền ship, thuốc là 180.000, ship 25.000 nữa nha cô nha. Rồi. Rồi ok, cảm ơn cô nhiều nha. Con chào cô. Tháo mồ hôi luôn rồi. Nóng quá tháo mồ hôi. Ngồi em tư vấn liên tục quá anh à. Vô. Ủa cái chú hồi nãy gọi lại. Cháy máy đâu mà. Cái gì? Hồi nãy mua một hộp. Tại vì bình thường á là bên shop của mình á là sẽ trực điện thoại liên tục từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối thôi nha. Còn sau giờ đó thì mình khó trực điện thoại. Giờ này là hết trực điện thoại rồi cả nhà. Giờ này chú Bình về nhà cả nhà. Dạ alo ạ. Alo. Thép hả? Dạ đúng rồi, con thép á cô. Em muốn đặt một chai trị bệnh hôi nách đó anh. Dạ dạ. Chai trị hôi nách bên em là 180.000 với lại 25.000 tiền ship nha chị nhé. Rồi, cảm ơn anh nha. Dạ ok, em chào chị Thủy nha. Rồi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè. Đếm thử bao nhiêu giây có cuộc gọi. 11, 12, 13, 14, 15. 15 giây. 15 giây cả nhà. Dạ alo em nghe ạ. Alo. Dạ em nghe anh ơi. Bên phải là bên bán cái hàng sản phẩm hôi nách không? Dạ đúng rồi, bên em cứu đến thép shop anh à. Mình đặt một lọ. Dạ một lọ bên em á là 180.000 với 25.000 tiền ship nữa nha anh nhé. Anh biết cách sử dụng chưa em, để em hướng dẫn cho. Chưa. Một canh chiều lúc anh tắm rửa sạch sẽ xong anh lau cái nách cho nó khô rồi anh thoa vào một giọt, mỗi bên nách một giọt nha. Rồi anh thoa vào lòng bàn tay của anh, anh chà vào nách, xong bắt đầu mình massage đều cho nó thấm thuốc nhanh nha. Ta trực tiếp rõ một giọt và trực tiếp vào nách được không? Anh nhỏ một giọt trực tiếp vào nách cũng được, nhưng mà em sợ nó trôi thuốc. Anh cứ nhỏ vào lòng bàn tay anh rồi anh thoa vào nách. Rồi. Rồi ok, mỗi ngày anh xài một lần cho em. Xài vào lúc mà mình tắm rửa sạch sẽ xong á mình thoa nha. Địa chỉ của mình là khu 7 Giáp Lai. Dạ dạ ok, để em ghi cho. Khu 7 gì anh? Khu 7 Giáp Lai. Rồi. Anh đọc tiếp đi anh. Khu 7 Giáp Lai, Thanh Sơn, Phú Thọ. Thanh Sơn, Phú Thọ. Anh tên gì vậy anh? Thăng, tôi như Thăng.
À, anh Thăng. Anh Tô Thăng. Tô Như Thăng. Tô Như Thăng. Rồi, ok. Cảm ơn anh nhiều nhé. Có tiền ship chưa anh? Ship của anh là 25.000 với thuốc là 180.000. Rồi, rồi. Rồi, ok. Cảm ơn anh nhiều. Em chào anh ạ. Ủa, anh phải nói tiền thuốc với tiền tiền ship cộng cộng là 205 chứ. Anh đâu có biết cộng đâu em. Giám đốc gì, tổng giám đốc gì lạ lùng vậy trời. Chắc em cho anh nghỉ việc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kim Thành, Hải Dương. Cả nhà mà gọi mà từ giấc 9 giờ là giờ này, cả nhà mà gọi 9 giờ đêm là gọi trở đi là không có ai bắt máy cả nhà. Bởi vì chú Bình thì về, còn Thép thì đi coi mấy cái video mình phải quay bữa nay coi như nào mình xử lý mấy cái video cả nhà. Với lại mình làm cả ngày mình đuối rồi. Tới giờ đó là đa số gọi là không bắt máy được. Nên gọi về từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối thôi. Còn không gọi được đúng không? Nhắn tin Zalo, nhắn cái số là 0346 0090899 là nhắn tin Zalo nha. Đúng rồi, nhắn tin Zalo. Ví dụ mình nhắn tin Zalo hay nhắn tin ấy cũng được, mình để là em muốn mua sản phẩm gì đó là mình sẽ chat tin nhắn, mình sẽ tự gọi lại nha. Dạ. Chắc bây giờ bây giờ mình sẽ đi nghỉ ngơi, mệt quá em ạ. Chắc là Nhi cũng xin phép kết thúc video ở đây luôn. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ sản phẩm Nhi Ven Thép đang bán. Sắp tới thì tụi mình sẽ bán những cái sản phẩm đặc sản địa phương nhiều hơn để phục vụ cho cô chú anh chị nha. Trong những cái video thì Thép cũng có nói với tất cả khán giả, lấy hai cho anh hai cái sản phẩm ấy. Anh nói với tất cả khán giả cái chuyện này. Sản phẩm cái giỏ thổ liên còn không anh? Giỏ thổ liên còn không? Còn chú? Còn. Lấy cho con trai chú. À đây cái này. Không, giỏ thổ liên đó chú à. Đây này cả nhà, nhiều khán giả cứ gọi nói khách nói Thép á là ủa sao mà chị mua em nói một chai nó có hai lọ mà sao em gửi cho chị có lọ vậy, là khán giả chưa có khui cái này ra nha. Khui cái này là nó có hai lọ thôi. Ừ. Đấy nè, mới nó sẽ như này. Lấy cái hộp ra luôn cho. Cái gì? Lấy cái hộp ra cho anh luôn. Đây này. Cái hộp này là cái hộp để đóng hàng thôi. Mình nhận hàng nó sẽ có như thế này cả nhà. Ừ. Đây là cái chai hôi nách, trời hôi nách và hôi chân, nó sẽ cái hộp này. Còn cái này nó sẽ có một cái hộp khác, nó dài hơn nha cả nhà. Đây. Tại vì cái này nó chai bự. Hộp này nó dài hơn. Đây em đóng cái hộp lại cho khán giả hình dung rồi. Đấy. Nó là cái chai dạ thảo liên. Còn mà trường hợp mà mình mua hai nhiều sản phẩm hôi nách với dạ thảo liên á, thì nó sẽ hộp lớn nha cả nhà, lưu ý nha. Rồi mình nhận hàng, trước mặt shipper mình khui hàng ra. Ví dụ như đóng lộn hàng, ví dụ như nhiều khi trong công việc mà nó không phải có sai sót cả nhà, lộn hàng gọi thép đổi lại. Đúng rồi. Đổi lại mình sẽ chịu hoàn toàn tiền ship đồ này kia, nên khán giả cứ yên tâm. Và đặc biệt hơn nữa, hai cái sản phẩm bên Thép này, thuốc đặc trị viêm họng, viêm họng, viêm tai giữa, viêm Avidan, viêm họng hạt, rồi nhiệt miệng, sâu răng, hôi miệng, là cái chai này nó trị rất là nhiều bệnh nha. Còn nó ghi là răng miệng, có nghĩa là nó ghi một từ chung thôi. Nhiều khi mình khán giả mà nhiều bệnh người ta mua là viêm họng ấy, tự nhiên mình gửi răng miệng, người ta mở ra người ta, ủa tôi mua viêm họng mà sao ông gửi răng miệng, rồi trả về cho shop. Đúng rồi. Thép giải thích cỡ nào cũng không nghe cả nhà. Trên đây nó có ghi là những cái người mà sử dụng nè. Đấy thấy không cả nhà, hoàn toàn từ thảo dược. Tất cả những cái sản phẩm là Thép bán cho khách hàng là hoàn toàn thảo dược nha. Nếu như cả nhà viêm họng, viêm tai giữa, viêm Avidan, xài chai này, một chai không hết bệnh, Thép hoàn tiền lại 100% nha. Hôi nách, mà nếu như xài một hộp hai chai này một tháng mà hôi nách vẫn còn y như cũ, đền tiền 100% luôn nha. Bây giờ mình thay đổi cái cách bán của mình. Hôm bữa là mình bán là mình chỉ biết bán thôi, còn hôm nay là mình phải chịu trách nhiệm với cái sản phẩm của mình. Ai xài không hết thì phải đền tiền cho người ta 100%, nhưng mà phải hỏi người ta xài như thế nào nha. Có nghĩa là gọi tới nói ủa sao tôi xài cái sản phẩm hôi nách mà nó không hết hôi nách. Mình phải hỏi người ta xài như thế nào mà nó không hết. Nếu xài đúng nó không hết hôi nách, mình chấp nhận đền tiền. Còn xài mà sai cách là xài như thế nào. Ví dụ như cái cơ thể mình nó đang ra mồ hôi,
tiếng mồ hôi mình nó bị nở, nách của mình nó nở ra, nở lỗ chân lông ra, lỗ chân lông nó nở ra, thì mình xài cái sản phẩm này vào, vô tình cái lỗ chân lông nó nở ra nó sẽ bị rát. Rát thì phải sao? Rát thì phải gãi. Gãi thì sao? Nổi hột. Gãi thì nổi hột lên. Rồi gọi cho thép nó, ủa sao xài mà cái sản phẩm nó rát quá và nó nổi hột. Đó là do khán giả mình đã dặn nhiều rồi. Nách phải khô. Nách khô là lúc nào? Lúc mà chúng ta tắm rửa sạch sẽ vào ban đêm, chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm hay đi ngủ gì á, thì chắc chắn lúc đó cơ thể mình sạch, nách mình khô thì xài lúc đó nó sẽ thích hợp hơn nha. Yeah. Và những em học sinh 14, 15 tuổi đang đi học thì học sinh thì mặc áo gì? Áo trắng. Áo trắng. Thì cái sản phẩm này nó màu gì? Màu xanh. Màu xanh. Khi mà màu xanh gặp áo trắng thì cái áo của học sinh á, nó màu xanh xanh nhìn nó kỳ lắm. Bởi vậy anh Thép cứ dặn mấy em á, là xài canh đêm. Đúng rồi. Xài canh đêm cho cái nước màu xanh này nó không có dính màu trắng, thì nó nhìn cái áo nó ấy hơn nha. Dạ. Đấy, cái đó là cái những cái gì lưu ý bên sản phẩm Thép. Các bạn cứ yên tâm, xài hết bệnh thì bạn cũng vui, mà Thép cũng cảm thấy hạnh phúc. Xài không hết bệnh Thép đền tiền lại. Đấy. Tính ra là Thép bán bây giờ là mình đảm bảo cam kết luôn nha cả nhà. Đó thì rất là cảm ơn tất cả khán giả đã quan tâm theo dõi và mua ủng hộ sản phẩm của hai vợ chồng nha. Thì bây giờ mình sẽ xin phép kết thúc video tại đây. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye.